Xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu bán một cái dàn sớ dài 2m2 ha, dàn sớ Thái. Thì hiện tại đang mang cho máy cài Kubota 6040 các bạn. Thì cái dàn sớ này thì hiện tại ở địa chỉ ở gần Châu Đốc của tỉnh An Giang các bạn. Thì ảnh đang kêu giá bán là 30 triệu. Thì dàn sớ này anh em mua là khoảng 50 triệu, hơn 50 triệu các bạn. Thì bây giờ là kêu giá bán là 30 triệu. Tất cả là còn mới, còn zin hết trơn, còn rất là đẹp luôn. Nói chung anh em mua về là sử dụng các bạn. Nó dàn sớ này nguyên bản là của Thái luôn đó. Zin còn rất là đẹp, nó ok, anh em mua là sử dụng các bạn, giá là 30 triệu. Đó, anh em cần thì liên lạc qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề đó. Tất cả là mình xin nhấn mạnh một điều ha, tất cả là còn rất là đẹp đó, rất là ok. Anh em mua ở ngoài là khoảng 50, hơn 50 triệu, bây giờ thì cần bán là 30 triệu đồng đó. Anh em cần mua thì liên lạc trực tiếp qua số điện thoại nằm ngay cái phần tiêu đề để gặp ngay chủ ha. Cái giá bán là 30 triệu đồng ha, nó anh em cần thì liên lạc sớm mấy bạn. Giá bán thì cái giá này thì anh em mua là không có thể nào rẻ hơn được nữa đâu đó. Là dàn của Thái đó. Đang mang trên máy cài 6040.